Xin chào các em. Chúng ta đến với tiết ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 1 môn địa lý lớp 8. Nội dung ôn tập gồm có 2 phần. Phần 1 là lý thuyết. Trong phần lý thuyết, các em cần củng cố lại kiến thức của bài 9, bài 10, bài 11 và bài 12. Phần thứ 2 là phần kỹ năng. Các em cần có 2 kỹ năng, đó là đọc tập bản đồ và nhận xét bảng số liệu. Về phần lý thuyết, các em cần trả lời một số câu hỏi như sau. Câu 1 trình bày đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị khu vực Tây Nam Á. Câu 2 trình bày đặc điểm dân cư khu vực Nam Á. Câu 3 trình bày vị trí địa lý và đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á. Câu 4. Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của khu vực Đông Á. Và câu số 5. Trình bày đặc điểm khí hậu và cảnh quan khu vực Đông Á. Phần thứ 2 là phần kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất, đọc tập bản đồ địa lý lớp 8 để trả lời cho các câu hỏi. Câu số 1. Dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 8 ở các trang 10, 12, 14, kể tên các châu lục, các khu vực, các biển, các vịnh tiếp giáp với khu vực Tây Nam Á, khu vực Nam Á và khu vực Đông Á. Câu số 2. Dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 8 ở các trang 11, 13, 15, kể tên các trung tâm công nghiệp và các ngành công nghiệp thuộc các trung tâm công nghiệp ở các khu vực Tây Nam Á, Nam Á và Đông Á. Câu số 3, dựa vào tập bản đồ địa lý lớp 8 ở các trang 10, 12, 14, kể tên các dãy núi, các sơn nguyên, các đồng bằng và các sông lớn ở các khu vực Tây Nam Á, Nam Á và Đông Á. Kỹ năng thứ hai cần có đó là nhận xét bảng số liệu. Ở đây cô có một bài tập mẫu. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Chúng ta sẽ tiến hành nhận xét bảng số liệu như sau. Đề bài yêu cầu nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch ở đây là sự thay đổi. Vậy đọc bảng số liệu chúng ta sẽ thấy là các ngành kinh tế của Ấn Độ gồm có 3 ngành: nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Số năm ở đây thì đề bài cho 3 năm. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ cần nêu được cụm từ chỉ thời gian và nhận xét khái quát toàn bộ cái bảng số liệu này, xem là cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ có sự thay đổi qua các năm hay không. Chúng ta có ý đầu tiên, từ năm 1995 đến năm 2001, cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ có sự dịch chuyển qua các năm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận xét cụ thể từng ngành kinh tế một. Thứ nhất là ngành nông lâm thủy sản. Chúng ta sẽ phải lấy số liệu năm đầu và số liệu năm cuối ra để chứng minh. Năm 1995, tỷ trọng của ngành nông lâm thủy sản là 28,4%. Đến năm 2001 còn 25%. Như vậy chúng ta sẽ thấy là ngành nông lâm thủy sản có tỷ trọng giảm liên tục. Và chúng ta cũng lấy số liệu ra để chứng minh. Từ 28,4% xuống còn 25%. Chúng ta sẽ lấy số lớn trừ đi số nhỏ để biết được là nó giảm mấy phần trăm. Như vậy nó giảm 3,4%. Ngành thứ hai là ngành công nghiệp xây dựng. Chúng ta sẽ thấy là năm 95, công nghiệp xây dựng có tỷ trọng là 27,1%. Năm 2001 là 27%. Như vậy từ năm đầu đến năm cuối thì giảm. Còn nếu xét trong từng giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy là từ năm 95 đến năm 99 thì công nghiệp xây dựng có tỷ trọng giảm. Từ năm 99 đến năm 2001 thì lại có tỷ trọng tăng. Còn nhìn chung trong toàn giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy là giảm. Như vậy chúng ta sẽ có nhận xét là ngành công nghiệp xây dựng có tỷ trọng giảm nhưng mà không liên tục. Và chúng ta cũng lấy số liệu năm đầu và số liệu năm cuối ra để chứng minh. Giảm từ 27,1% xuống còn 27%. Rồi chúng ta cũng lấy số lớn trừ đi số nhỏ. Vậy chúng ta thấy là giảm 0,1%.
Ngành dịch vụ chúng ta nhận xét tương tự. Dịch vụ có tỷ trọng tăng liên tục từ 44,5% tăng lên 48%, tăng lên 48%, như vậy nó tăng 3,5%. Chúc các em ôn tập hiệu quả và có kỳ thi đạt kết quả tốt nhé.